Hi, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này thì mình chia sẻ các bạn cái sự kiện tháng này của Carbon. Carbon thì chắc là nhiều bạn đã biết rồi ha. Đây là app của ngân hàng Thái Lan và có chi nhánh tại Việt Nam. Ngân hàng này thì trong thời gian vừa qua chi trả rất là lớn cho khách hàng đăng ký cũng như là khách hàng giới thiệu. Thì đây là cái chương trình tháng này của Carbon. Những cái tháng sau thì các bạn có thể cập nhật theo cái đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Rồi, cụ thể thì trong tháng này, đối với những bạn nào chưa có tài khoản, khi bạn đăng ký tài khoản và có nhập mã của người giới thiệu thì các bạn sẽ được tặng 100.000 đồng tiền mặt. Tiền mặt này các bạn có thể rút về hoặc để trong app để sử dụng, vì đây bản chất là app của ngân hàng. Sau khi bạn đã có tài khoản rồi thì bạn có thể giới thiệu người khác đăng ký tài khoản và nhập mã giới thiệu của bạn thì cả hai cũng được phần thưởng. Các bạn được 55.000, còn người đăng ký thì được là 100.000. Và cái phần thưởng sẽ được trả từ 5 tới 20 ngày sau khi đăng ký nhé. Đợt này thì cái thời gian trả thưởng khá là nhanh so với các cái tháng trước. Những đợt trước thì các bạn phải đợi qua tháng sau, còn lần này thì các bạn sẽ đợi trong vòng 5 tới 20 ngày sau khi mở tài khoản ha. Rồi thì app này trả thưởng rất là uy tín nhé. Mình sẽ cho các bạn xem cái tiền thưởng của mình này. Đây ha, mình sẽ vào cái phần chi tiết tài khoản này. Đây thì đây là tháng 12, còn tháng trước này. Tháng 11 ha. Đây tháng 11 hôm qua thì mình rút 3 triệu này. Ngân hàng Carbon là ngân hàng của nước ngoài. Do là người ta muốn chiếm cái thị phần ở Việt Nam, cho nên là người ta triển khai cái chiến dịch marketing ha, bằng cách là trả thưởng cho người giới thiệu cũng như là người đăng ký. Hiện tại thì trong các ngân hàng thì app này trả thưởng cao nhất ha. Về tiền mặt thì app này trả thưởng cao nhất. Rồi thì bây giờ những bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn của mình nhé. Rồi thì đầu tiên để mà đăng ký tài khoản ngân hàng Carbon, các bạn sẽ tải ứng dụng này trên cửa hàng CH Play hoặc App Store cho mình nhé. Đây mình sẽ lên cửa hàng CH Play hoặc App Store để tải app về nhé. Đây các bạn nhấp vào ô tìm kiếm, các bạn gõ cho mình ứng dụng là Carbon nhé. Sau đó các bạn thấy này, Carbon Plus Việt Nam này. Đây nhé, các bạn để ý cái logo nhé và cái tên nhé, tránh lẫn lộn ha. Các bạn nhấn vào nút nhận cho mình nhé. Rồi các bạn đợi một chút để hệ thống cài đặt ứng dụng về máy, sau đó các bạn nhấn vào mở nhé. Các bạn nhấn vào mở cho mình. Rồi các bạn nhấn vào tiếp tục. Nhấn cho phép. Các bạn phải cấp quyền cho ứng dụng Carbon nhé, thì các bạn mới đăng ký được ha. Rồi nhấn tiếp tục này. Các bạn nhấn tiếp tục nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền số điện thoại các bạn vào đây ha. Các bạn điền số điện thoại xong các bạn nhấn vào tiếp tục cho mình. Rồi tiếp theo bạn đã có tài khoản ngân hàng chưa? Các bạn nhấn vào không giúp mình nhé. Rồi tiếp theo các bạn điền cho mình mã giới thiệu. Để mà nhận được 100.000 tiền thưởng thì các bạn phải nhập mã giới thiệu vào ha. Cái mã giới thiệu thì mình sẽ để trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả cũng có nhé. Các bạn nhập cho mình cái mã giới thiệu là 0838383581. Sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục cho mình. Rồi nhấn vào mở tài khoản. Nhấn bắt đầu trải nghiệm. Nhấn đồng ý. Rồi các bạn nhấn vào xem hướng dẫn này. Khi các bạn chụp hình chứng minh thư hoặc là căn cước công dân, các bạn lưu ý là căn cước công dân các bạn phải còn hạn sử dụng nhé. Và các bạn phải để căn cước công dân lọt trong khung hình. Các bạn để ngay ngắn cho mình, không bị lệch, không bị méo nhé. Và không bị cắt bốn góc của căn cước công dân ha. Sau khi xem hướng dẫn xong các bạn nhấn vào chụp hình cho mình. Rồi các bạn nhấn vào chụp ảnh mặt trước này. Các bạn nhấn cho phép Carbon chụp ảnh và quay video nhé. Sau đó các bạn sẽ đặt căn cước công dân hoặc là chứng minh thư các bạn vào trong cái khung hình này. Các bạn đặt cho nó vuông vắn nhé, không bị lệch, không bị méo nhé. Và không bị cắt bốn góc của căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục cho mình. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành chụp mặt sau nhé. Các bạn lật mặt sau lại và chụp hình ha. Rồi nhớ là chụp cho rõ nét giúp mình nhé, không để hình bị lóa, bị chói ánh sáng nhé. Rồi nhấn vào tiếp tục. Rồi sau đó các bạn nhấn tải lên nhé. Tiếp theo là hệ thống sẽ hiện ra thông tin cá nhân các bạn nhé. Thì các bạn sẽ kéo xuống như này. Các bạn sẽ kéo xuống ha. Các bạn sẽ bổ sung những cái phần nào mà còn thiếu nhé. Đây các bạn kéo xuống, ví dụ như ở đây có cái phần giới tính này. Các bạn sẽ nhấp vào chọn giới tính cho mình. Rồi tiếp tục các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ điền cho mình thêm một số thông tin. Ví dụ như là quốc gia cấp này. Thì bạn sẽ chọn là Việt Nam nhé. Các bạn nhấp vào chọn Việt Nam.
Rồi nơi cấp các bạn chọn cho mình cái nơi mà cấp căn cước công dân các bạn ạ. Các bạn điền không dấu nhé, các bạn điền không dấu cho mình, các bạn viết có dấu thì nó sẽ báo lỗi. Rồi nhấn vào quốc gia cư trú này, chọn Việt Nam. Rồi quốc tịch chọn Việt Nam luôn. Rồi nhấn vào xác nhận nhé. Rồi tiếp theo là cái bước để chụp hình selfie khuôn mặt các bạn nhé. Thì các bạn sẽ đưa khuôn mặt các bạn vào trong cái khung hình tròn này. Sau đó các bạn sẽ tiến hành giữ cho khuôn mặt thẳng này, hoặc là quay trái quay phải gì đó nhé. Thì các bạn sẽ làm theo yêu cầu trên app nhé. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn người ta là được. Rồi sau khi quay mặt xong các bạn nhấn vào tiếp tục. Rồi nhấn vào hoàn tất. Rồi các cái phần ở đây các bạn để cho mình là các bạn tích vào hết nhé. Các bạn tích vào hết cho mình. Rồi nhấn vào tiếp tục. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền một số thông tin như là nguồn thu nhập này. Thì các bạn làm công việc gì các bạn có thể lựa chọn. Còn nếu không thấy ở đây các bạn có thể chọn là khác. Tiếp theo quốc gia thu nhập các bạn chọn cho mình là Việt Nam. Chức vụ các bạn sẽ chọn cho mình cái chức vụ ở đây. Còn nếu mà không có các bạn chọn là khác nhé. Ví dụ như mình sẽ chọn là nhân viên đi. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân. Ngành nghề chính thì các bạn lựa chọn nhé. Nếu mà không có thì các bạn chọn là khác cũng được ha. Sau đó các bạn ghi chức danh các bạn vào đây, ví dụ như là nhân viên chẳng hạn. Các bạn ghi không dấu nhé. Các bạn gõ không dấu cho mình. Rồi tên công ty các bạn sẽ điền tên công ty các bạn đang làm vào đây nhé. Còn nếu các bạn đang là sinh viên thì bạn có thể ghi tên trường của bạn vào đây. Còn nếu các bạn không có công ty cũng không có trường nữa thì bạn có thể ghi một cái tên công ty nào đó xung quanh bạn ha. Rồi các bạn nhấn hoàn tất cho mình. Rồi nhấn vào tiếp tục. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền cái địa chỉ các bạn vào đây ha. Các bạn chọn quốc gia Việt Nam. Chọn tỉnh các bạn đang sống. Rồi, chọn thành phố các bạn đang sống. Các bạn chọn cái thành phố của tỉnh các bạn là được nhé. Rồi các bạn ghi địa chỉ nhà các bạn vào đây, sau đó nhấn vào tiếp tục cho mình. Rồi, còn những cái phần địa chỉ cư trú, địa chỉ nhận thư, các bạn cứ giữ nguyên cho mình ha, rồi nhấn vào hoàn tất. Rồi nhấn vào tiếp tục này. Tiếp theo các bạn sẽ điền cái địa chỉ email của bạn vào đây cho mình nhé. Các bạn bắt buộc phải điền địa chỉ email nhé. Còn nếu các bạn không có địa chỉ email thì các bạn có thể xem cách đăng ký tài khoản Gmail ở dưới phần mô tả và bình luận của mình nhé. Các bạn điền địa chỉ email vào rồi nhấn vào tiếp tục cho mình nhé. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cái mã xác nhận ở trong email của bạn và điền vào đây nhé. Đây ví dụ như cái mã xác nhận ở trong email của mình này. Mình sẽ nhập cái mã xác nhận này vào đây nhé. Còn trường hợp mà các bạn không nhận được mã thì các bạn có thể nhấn vào cái phần gửi lại mã ở đây nhé. Để người ta có thể gửi lại mã về cho bạn ha. Rồi sau khi điền xong các bạn nhấn hoàn tất cho mình rồi nhấn vào tiếp tục ha. Tiếp theo hệ thống sẽ hiện ra thông tin cá nhân các bạn nhé. Thì bạn sẽ kiểm tra lại ha. Phần nào mà chưa đúng thì bạn có thể nhấp vào cái bút chì để chỉnh sửa nhé. Sau đó các bạn nhấn vào xác nhận cho mình. Rồi tiếp theo các bạn nhập mã OTP gửi về điện thoại cho mình nhé. Các bạn lấy điện thoại ra các bạn nhập mã OTP vào đây sau đó nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo các bạn tiến hành tạo mã PIN nhé. Mã PIN này để khi bạn đăng nhập hoặc là khi rút tiền ha thì bạn sẽ tạo mã PIN. Thì mã PIN này bao gồm 6 số nhé, các bạn nhập cho mình 6 số bất kỳ. Và các bạn nhập số nào các bạn phải nhớ nhé. Nếu các bạn không nhớ các bạn phải lưu lại. Các bạn nhập 2 lần cho mình nhé. Nhấn vào thiết lập ứng dụng. Nhấn vào phần tôi đồng ý này, rồi nhấn vào đồng ý. Nhấn thiết lập riêng tư về dữ liệu. Rồi, các bạn nhấn vào đồng ý này. Đồng ý. Nhấn đồng ý hết nha, rồi nhấn vào tiếp tục. Rồi đến đây thì bạn đã hoàn tất các cái bước đăng ký rồi. Bây giờ các bạn sẽ đợi bên Kabin duyệt tài khoản cho bạn. Cái thời gian duyệt tài khoản các bạn là trong vòng 3 ngày nhé. Trong vòng 3 ngày thì bạn sẽ nhận được một cái email của bên Kabin. Đó là mail đăng ký tài khoản thành công. Và khi mà có mail đó thì bạn mới tiến hành đăng nhập vào ứng dụng ha. Và ở đây mình cũng lưu ý luôn nhé. Đó là trong quá trình đợi duyệt tài khoản thì bạn không được xóa ứng dụng nhé. Nếu các bạn xóa ứng dụng đi thì bạn sẽ không được duyệt tài khoản. Đấy, thì các bạn giữ app trên điện thoại cho mình nhé. Rồi thì ví dụ ở đây mình đăng ký hôm trước này. Và hôm nay mình đã nhận được email của bên Kabin rồi. Đây thì bây giờ mình tiến hành vào app của Kabin để mà đăng nhập nhé. Đây các bạn mở app Kabin ra. Các bạn nhấn vào tôi đồng ý này. Rồi các bạn nhập mã PIN vào đây nhé. Cái mã PIN 6 số các bạn đăng ký á. Rồi nhấn vào tiếp tục. Nhấn vào net.
rồi nhân là bắt đầu trải nghiệm. Sau khi đăng ký tài khoản xong, các bạn đợi cho mình từ 5 tới 20 ngày của tháng tiếp theo, các bạn sẽ được cộng tiền vào tài khoản nhé. Ví dụ các bạn đăng ký tài khoản vào tháng 11 thì đến đầu tháng 12 các bạn mới được cộng tiền nhé. Để mà xem tiền thưởng, các bạn có thể vào cái phần là giao dịch ở đây nhé. Ở dưới màn hình có phần giao dịch này. Rồi các bạn nhấn vào chi tiết tài khoản, các bạn sẽ thấy được cộng phần thưởng 100.000 ở đây. Và sau khi có tài khoản, các bạn có thể giới thiệu người khác đăng ký và nhận về 50.000 đồng trên một lượt giới thiệu. Các bạn chia sẻ cái mã giới thiệu các bạn nhé. Mã giới thiệu chính là số điện thoại lúc các bạn đăng ký nhé. Các bạn kêu người ta tải app Carbon ở trên Shop Play hoặc App Store. Trong quá trình đăng ký thì nhập mã giới thiệu thì bạn được 50.000, còn người kia được 100.000. Rồi thì video này mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký và kiếm tiền ở trên app Carbon. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn nhấn nút like, share video ủng hộ mình nhé.